Dạ con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Dạ thưa bác, con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, hiện con đang cư ngụ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Thưa bác, trước khi con có đặt những câu hỏi với bác, con xin phép được có đôi lời với bác được không ạ? Rồi con nói đi. Dạ thưa bác, trước tiên thì con cũng muốn cảm ơn cũng như là xin lỗi bác, bởi vì con là người có rất là nhiều thắc mắc và con đã đặt rất là nhiều câu hỏi đối với bác nhưng mà bác chưa từng từ chối bất cứ một câu hỏi nào của con. Nên là con biết là con đã làm phiền bác rất nhiều. Con cũng cảm ơn và xin lỗi bác vì điều đó. Trước đây thì là con học những cái pháp môn vật lý, con nghiên cứu về kinh điển rất nhiều. Con thấy là viết rất là hay, rất là cao siêu, nhưng mà sự thật con cảm giác lúc nào nó cũng giống như có một cái bức màn vô hình làm cho con không thể nào với qua được để mà chạm được vào một cái sự, vào một cái chân lý chân thật hết. Cho nên đôi khi nó làm cho con rất là bức xúc, bế tắc và thậm chí là tuyệt vọng. Đã vậy rồi con nhìn ra bên ngoài, con thấy nhiều người tu rồi hành làm những cái chuyện này chuyện kia, con thấy là nó cũng khá là kỳ cục, nhưng mà nếu mà con không làm theo họ thì con lại cảm giác giống như là con rất là dị biệt và nó làm cho con rất là sợ hãi. Nhưng mà từ lúc con đọc bộ sách của bác và đặc biệt là khi mà con nghe bác giải đáp một cách trực tiếp á, thì tất cả những cái điểm mù của con cũng như những cái nút thắt của con và nỗi sợ hãi của con đã không còn nữa. Từng điểm một á, bác đã tháo gỡ cho chúng con một cách hết sức là dễ hiểu, đơn giản, rành mạch với một cái hệ thống là nó rất là thuận lý, khoa học, logic và xuyên suốt một cách tuyệt đối. Chính vì vậy mà đã tạo cho con một cái niềm tin vững chắc rằng con tin rằng ngoài bác và ngoài pháp môn thiền tông ra, trên thế gian này sẽ không còn có bất cứ một điều gì và bất cứ một ai có thể giải đáp được những thắc mắc cho con về kinh điển cũng như về Phật pháp và cũng như vạn vật trong cuộc sống này. Và niềm tin thứ hai của con rằng là pháp môn thiền tông và những gì bác giảng dạy cho chúng con đích thực là những gì mà Đức Phật muốn để lại cho nhân loại và cũng là những gì mà chúng con khao khát, quyết tâm tìm hiểu để biết được sự chân thật của bốn chữ giác ngộ và giải thoát. Đối với con đây là một cơ hội không thể nói là ngàn năm có một được thưa bác, mà có thể nói rằng nó là vạn năm, triệu năm, thậm chí là tỷ năm có một. Cho nên con không thể chần chừ, con không thể tiếp tục lãng phí bất cứ một giờ phút nào còn lại trong cuộc đời của con, cũng như con không thể nào để cho bất cứ một thế lực nào, một cá nhân nào cản trở cái quyền tự do tín ngưỡng của con để mà con được tìm hiểu một cách tường tận rõ ràng những gì Đức Phật dạy đối với thế giới này. Con chấp nhận rằng là con sẽ bị mọi người chỉ trích bởi vì con đã làm phiền bác quá nhiều. Con cũng chấp nhận rằng là mọi người sẽ mỉa mai con, nói rằng con là một kẻ ngu dốt. Nhưng mà con xin tuyên bố với bác một điều rằng từ giờ con vẫn sẽ tiếp tục làm phiền bác. Con vẫn sẽ tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc với bác. Hay nói một cách nôm na rằng là con sẽ khai thác bác một cách triệt để từ giờ cho tới lúc bác ra đi. Cho nên là con xin hỏi bác rằng là bữa nay bác có sẵn lòng là tiếp tục trả lời những câu hỏi của con hay không ạ? Bây giờ trước mắt á, bác thay diện, đại diện cho những người nghe con hỏi, cảm ơn con đã hái công đức từ trên không gian đưa xuống. Chính con là người rủ cái cành công đức cho trái công đức rớt xuống. Nhiều người hiểu cái này. Nghe không? Nếu mà bác hiểu mà không người hỏi thì bác cũng giấu, bác cũng không nói được. Mà trước bác con nói là khiêm nhường chứ sự thật, bác cảm ơn con. Nhờ con hỏi bác mới nói được những cái bí yếu của các kinh điển ra. Và nói những cái chân thật mà Đức Phật đã dạy mấy ngàn năm về trước. Không ai nói cái câu này. Nghe không? Thì bác sẽ cảm ơn con chứ tại sao vậy? Tại sao bác phải buồn con mà bác trái lại phải cảm ơn con? Và đề nghị con khai thác triệt để về thiền tông này. Thấy không? Rồi cảm ơn thay mặt những người nghe được cái mạng này, cảm ơn con đã vạch trần những cái gì mà Đức Phật đã giấu kín mấy ngàn năm nay. Rồi con bắt đầu câu hỏi đi. Dạ con xin chân thành cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, câu hỏi đầu tiên của con liên quan về kinh Đại Bát Niết Bàn. Thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm Thuần Đà thứ hai, ông Thuần Đà là người đã cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật. Vậy thì ông Thuần Đà tạo ra phước đức hay là công đức ạ, thưa bác? Nên nhớ rằng cúng dường một vị Phật, công đức không bằng cúng dường một đạo nhân vô tứ. Chỉ có một ông Phật thôi mà cúng 10.000 ông Phật chưa bằng. Thì có công đức nhưng mà một điểm nhỏ thôi. Thường là cúng cho Đức Phật chỉ có một vị Phật mà chỉ có một điểm nhỏ, phải không?
Đó, có công đức nhưng mà rất ít, chứ không phải nhiều đâu. Mà cả 10.000 năm mới có vị Phật ra đời. Trước đó bao nhiêu người đã cúng dường ông Phật rồi, chứ không phải là ông Thường Đà không. Ông Thường Đà là cúng cho Đức Phật một bữa cơm sau cùng bằng nấm. Rồi người ta nói ông ăn nấm ông chết. Chứ thật là đây là cái bữa cơm sau cùng của Đức Phật để ông nhập Niết Bàn. Xác nhận ông Thường Đà có công đức cúng dường một vị Phật. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm tài 9 thứ 9, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy biết. Nay ta có kinh điển gọi là Tạng Bí Mật của Như Lai, quyết định đặng thành Phật đạo, dứt sạch phiền não kiết sử. Dạ thưa bác, chư Phật có tạng bí mật hay không? Và tạng này là gì mà có thể đặng thành Phật quả ạ? Là giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông. Tạng bí mật của Đức Phật là giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông, không có gì khác hết. Là gì nó bí mật là tại sao? Là ổng chưa từng viết ra chữ nổi bây giờ. Mà chữ nổi hiện giờ tới Đại Mạc Thượng Pháp được công bố ra là do Thiền Sư Ni Đức Thảo là Long Nữ giải mã ra. Vì Long Nữ bao nhiêu đời, mấy trăm đời trước á, là con của vua Hùng Vĩ Dương, là công chúa Long Nữ Hùng Thí Loan. À, bây giờ trâu giạc đâu, bây giờ thành cái bà bán giải ở chợ Xói Kỳ Lâm, chợ lớn này. Rồi về các cái chùa ở trên Tân Mỹ, chính là Long Nữ cái thần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm Di Giáo thứ 26, Đức Phật dạy vô minh nó tự tại như vua, không ai chế ngự được. Dạ thưa bác, có phải Đức Phật muốn nói về 16 thứ của tánh người hay không ạ? Bây giờ cái vô minh không phải nói 16 thứ, mà là cái quy luật vật lý âm dương. Vô minh là do âm dương nó quay nó mới phát ra 16 thứ tánh người. Mà cái gốc của vô minh là âm dương. Vô thế giới âm dương này không ai phá vỡ được cái mà gọi là chân thật của tánh Phật được. Đó, thế nên nhớ là nếu mà cái nói vô minh đúng gốc của nó là điện từ âm dương, nó đang quay. Vì nó quay thì nó phát ra những cái ảo giác thì con không thể nào hiểu được cái chân thật. Vì chính con ở trong này nè, ví dụ bây giờ bác hai con nói chuyện thì trong cái bộ não của con nó làm việc khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nó phát ra những cái suy nghĩ, những này những kia, nó làm việc. Chính những cái này nó là cái vô minh đó. Chứ sự thật thấy thì vẫn thấy bình thường, tại vì nó phát ra cái thế giới vật lý này, nó phát ra cái tánh người, nó xuất phát từ cái điện từ âm dương. Cái tánh người nó chỉ là cái bề ngoài sau cùng của cái điện từ âm dương, mà cái vô minh chính là cái điện từ âm dương, nó làm cho người ta không sáng suốt ở chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin chuyển qua kinh Duy Ma Cật ạ. Dạ thưa bác, trong phẩm thứ 6 Bất Tư Nghì, cư sĩ Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: cõi nào có tòa sư tử thành tựu công đức vi diệu nhất? Ngài Văn Thù trả lời: ở thế giới Tu Di Tướng có vị Phật là Tu Di Đăng Vương, có các tòa sư tử trang nghiêm hạng nhất. Dạ thưa bác, điều này có ngụ ý gì ạ? Ở trong cái tam giới này có cái núi Tu Di gì? Con có học có hiểu gì? Là nói cái gì? Mà cái ông nào đang dạy ở trên cái núi Tu Di này, trái đất này, Tu Di Quang, trái đất cái bằng thượng Tu Di là do Tu Di Quang đang dạy cái pháp này ở trên cái thượng Tu Di Quang, thượng Tu Di Châu á. Trái đất Niêm Du Phù Đề này là Thích Ca Văn đang dạy, mà cái trên của cái trái đất thượng Tu Di Châu á, là Tu Di Dương đang dạy cái này. Ý là nói chỗ này, thấy không? Mỗi trái đất bây giờ 4 trái đất, 6 trái đất đều có vị Phật dạy hết chứ phải không đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong phẩm thứ 6 Bất Tư Nghì, cư sĩ Duy Ma Cật hiện thần thông để dời 32.000 tòa sư tử đến cho mọi người ngồi trong căn phòng của ông mà không hề chật chội. Dạ thưa bác, điều này có ý nghĩa như thế nào nếu lấy khoa học hiện đại ra để mà lý giải ạ? Này dễ ở cái căn phòng này là ở phía kia 32.000 gì? 3 triệu mấy cái, 3 triệu cái máy đưa vô đây có chặt không? Về hình ảnh không gian có chặt không? Chặt, thấy không? Lão muốn nói về cái thời văn minh đó. Thời ổng có nhưng mà người ta không thể nhận được. Nhưng mà thời văn minh cắt nghĩa ra, nói cái chuyện này để thời văn minh nguyên tử cắt nghĩa ra. Bây giờ nó xin nó 32.000 chứ 1 triệu cái máy, 1 triệu điện thoại ra đây cũng không thể chặt.
cái làn sóng điện nó không chậm. Thì bây giờ nó phát ở đây là nó phát toàn thế giới luôn mà. Thì con thì không phải là 3 triệu, 4 triệu đâu. Thế đất này có bao nhiêu làn sóng điện nó đều trong không gian đều có hết. Ý ông nói là 32 là gọi là nói về con người ta vậy. Cái tướng của con người nó 32 phần, nó nằm ở trong cái này nè. Chứ không có khác gì trời. Mà thời buổi văn minh khoa học vật lý mới giải mã được cái này thôi. Còn nếu không có, không giải mã được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong phẩm thứ 7, phẩm quán chúng sinh, xuất hiện một nhân vật là một thiên nữ. Vị này suốt 12 năm ở trong phòng của Ngài Duy Ma Cật, đã đối đáp với vị đại đệ tử xuất sắc của Đức Phật là ông Xá Lợi Phất. Con xin hỏi bác một số câu liên quan đến sự việc này như sau ạ. Câu A, thiên nữ rải hoa trên thân Bồ Tát và các đại đệ tử. Hoa đến thân Bồ Tát thì rơi xuống, đến thân đại đệ tử thì dính trên thân, dùng thần lực phủi đi cũng không phủi được. Con xin bác giải thích hiện tượng này ạ. Cái này là con có biết thiên nữ là cái gì không? Thiên là trời, nữ, nữ là người nữ. Con của trời, người nữ là ai? Hồi xưa vua nói là ai? Vua gọi là thiên tử. Mà con của thiên tử là thiên nữ. Mà cái thiền tông này nó dính vô thiên nữ rồi, phủi không ra, là ai? Dính vô bà Thảo, dính vào lông nữ rồi, lông nữ dính vô. Ở đây, khi nhận được cái này, lông nữ 12 năm trời giải mã toàn bộ bất nguyên sách này, 12 năm. Thấy không? Đó, ý là nói vậy, ông chứ bà Cật không nói cái này. Rồi đây, bà sẽ làm cái chuyện này, thấy không? Trước khi bà muốn cho này, bà phải ngồi đây, bà ngồi trong cái phòng á, tôi giúp bà 12 năm, bà mới soạn thảo được cái này. Thì sau đó bà mới cho phổ biến ra, thiên nữ tính là long nữ, là long nữ là con của vua Hùng Nghĩa Dương. Hùng Nghĩa Dương là thiên tử đẻ ra một thiên nữ là long nữ. Ý là vậy, ông Duy Cầu ông biết luôn á. Có nghe là ông Duy Mà Cầu ông theo được cái dòng thiền tông luôn. Ông cùng ông Phật để điều khiển cái dòng thiền tông này, chứ không phải nhỏ đâu. Về sau nó sẽ có những cái câu ở trong này nó nói cũng dính líu lên cái chuyện này. Nhưng mà con hỏi đi, chứ sẽ chuyện hỏi tới đâu chú nói tới đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp theo. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ đắc pháp gì mà được biện tài vô ngại. Thiên nữ trả lời, tôi vô chứng vô đắc nên biện tài. Kẻ thấy có chứng có đắc gọi là tăng thượng mạng. Con xin bác giải thích câu này ạ. Thì đúng rồi, long nữ nói là tu thiền tông đâu có chứng đắc gì đâu. Ông Phật giao cho bà, cho long nữ, do thiên nữ thì thiên nữ có bổn phận soạn ra phổ biến ra thôi, chứ không có chứng đắc gì đó. Tôi không có chứng đắc gì hết á, thấy không? Mà tôi, ông Phật dạy đưa giáo lý tôi biện tài vô ngại, ai hỏi gì tôi trả lời nấy, có vậy thôi, gọi là biện tài vô ngại, không khó gì lạ hết cả. Bởi vì ngày xưa người ta viết cổ văn á, người ta viết ẩn ví dụ, người ta không ai giải mã được. Mà tới khi nào mà long nữ giải mã được thì mới đưa trở lại cho mình mới hiểu được cái này. Vì thế mà ai đọc cổ văn thì phải hiểu được cái văn hiện đại, thì hai cái này kết hợp ra thì mới hiểu được cái thiền tông này. Còn nếu mà không giải mã được cổ văn thì thiền tông không giải mã được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp. Thiên nữ nói, ở trong phòng của Ngài Duy Ma Cật, chỉ ngửi mùi hương của công đức Phật, không ưa ngửi mùi hương của công đức nhị thừa. Con xin bác giải thích về công đức Phật và công đức nhị thừa ạ. Công đức thật là công đức không chấp. Công đức nhị thừa là công đức người tạo mà bị chấp. Hai bên, chấp hai bên. Nhị thừa là hai bên. Nhị thừa học cùng hết học hai bên. Nếu mà con tạo công đức mà con chấp thì gọi là công đức nhị thừa. Con tạo công đức còn không chấp gì để cho nó trong sáng gọi là công đức Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp. Thiên nữ ở trong phòng của Ngài Duy Ma Cật 12 năm chỉ để nghe Phật Pháp bất khả tư nghì. Con số này có ý nghĩa như thế nào ạ bác? Phật Pháp của Đức Phật dạy tư nghì là suy nghĩ, không thể suy nghĩ được. Suy nghĩ là gì? Nó phát ra cái tưởng. Nếu con nghe đạo Phật mà con tưởng thì không phải là đạo Phật, gọi là đạo tưởng. Vì thế mà nghe đạo Phật không suy nghĩ gọi là tư nghì, bất tư nghì không suy nghĩ, là đó là đạo thanh tịnh, đó gọi là đạo giác ngộ giải thoát. Đạo giác ngộ giải thoát con nghe, con không tưởng, không suy nghĩ, đó mới gọi là đạo giải thoát.
Còn con suy nghĩ gọi là đạo nhị thừa, không giải thoát được. Suy nghĩ là gỗ mấy cái ông biện luận á, đó gọi là đạo suy nghĩ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp. Thiên nữ nói, trong phòng của cư sĩ Duy Ma Cật luôn có 8 pháp khó đắc, chưa từng có. Con chỉ xin phép hỏi về 3 trên 8 pháp này, thưa bác, đó là: thứ nhất, ánh sáng màu vàng ngày đêm chiếu soi, thưa bác, ánh sáng đó là gì ạ? Bây giờ ra tất cả những cái gì mà kinh Duy Ma Cật á, không phải Duy Ma Cật ngồi mà làm này được đâu. Tất cả những người mà được kêu bằng chư Phật dạy nhờ làm cái này thì phải là có cái hào quang chư Phật xoay được. Ông phân thân bằng hào quang, ông đến ông dẫn ông Duy Ma Cật luôn. Kể như bà Long Nữ cũng vậy, giải mã cái này cũng phải chư Phật phân thân đến giúp bà, chứ không phải tự nhiên bà giết được đâu. Đó con suy nghĩ, đó là gọi là ánh sáng màu vàng là do cái Phật kêu hoàng Phật phân thân giúp bà, giúp đến phân thân giúp đến thì mới tất cả những kinh sách Phật mà nói về sự thật thì do vị Phật giúp đỡ. Một phàm phu không thể nào giết được cái này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ tuyệt vời quá bác, chắc là con phải khai thác bác tiếp rồi, không ngừng được. Con xin hỏi tiếp. Tiếp nữa là có 4 kho tàng lớn, hễ cầu là được. Dạ thưa bác, là ngụ ý của thiên nữ nói gì ạ? Đất nước cho lửa đó. Cầu cái gì cũng được, tứ đại rồi. Con cầu cái gì tứ đại làm được hết, tứ đại tạo ông Phật được luôn á. Thì còn chuyện thế gian thần thánh ma quỷ, tứ đại là chuyện nhỏ thôi, phải không? Tứ đại con cầu là được hết. Tứ đại dám sản xuất ra một ông Phật, câu suy nghĩ đi, không phải đơn giản đâu. Thì còn chuyện sản xuất thần thánh là chuyện nhỏ thôi, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cung điện của chư thiên và cõi tịnh độ đều hiện trong phòng. Dạ thưa bác, đây nghĩa là gì ạ? Nói thiệt là tất cả những người mà ta giết cái này thì chư thiên đều phải xuống hết để mà ủng hộ cái này. Khi mà con học được cái quyển mà khi mà ông Thích Ca mà ông đi vào thế này nè, tất cả chư thiên, chư thần, chư thánh đều phải ủng hộ một vị Phật toàn năng, toàn giáp, nhập thế luôn rồi. Để mà mở đạo, chứ không phải nhỏ đâu. Mà cái này thì chưa nói, đợi khi nào có ai hỏi thì nói cho. Mà câu này bây giờ cũng không hỏi, hỏi cái chương trình của con đây 20 câu. Còn câu này thì để mai mốt kỳ sau, khai thác sao. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ rằng, cô diệt ở nơi đây, rồi cô sẽ sanh nơi nào? Thiên nữ trả lời, Phật biến hóa sở sanh, tôi cũng theo đó mà sanh. Dạ thưa bác, biến hóa sở sanh nghĩa là gì ạ? Biến hóa sở sanh là theo cái lệnh của ông Phật. Ông Thích Ca này, ông nhờ Long Nữ á, bây giờ tới cái thời nước vô cấu, ông phải phổ biến này ra, bà phải phổ biến ra. Nhưng mà ông sẽ lại phát hỏi chứ rồi, vậy giờ bà tính sao? Tôi nói, ông chỉ thị bữa nay, chứ ngày mai ông chỉ thị khác, sao tôi biết được? Thôi, chừng nào chỉ thị tới đâu tôi làm tới đó, ông đừng có hỏi cái này. Thấy không? Cái là không được, không hiểu được cái tôi sẽ sanh ở đâu. Nhưng mà Long Nữ biết khi mà, nhưng mà Long Nữ biết á, thì ông Phật Thích Ca có dặn thế này, sau này con sẽ sản sanh vào trong cái nước vô cấu á, để công bố thế ra. Đó, theo ông nói vậy. Rồi một cái thì cái kia thì nói là vô nước rồng á. Lúc ông chỉ nước rồng, lúc chỉ nước vô cấu mới đi đâu. Thì Long Nữ bảo là thôi, ông đừng có hỏi. Chị, tôi là giống như Thiên Lôi, chỉ đâu làm đó, có vậy thôi. Thấy không? Ý là vậy. Vậy ông Xá Lợi Phất cũng thắc mắc, tại làm sao mà ông Xá Lợi Phất không được nối tiếp cái này mà để cho Long Nữ. Ông Xá Lợi Phất ông cũng ghen, ông ghen đó, ông không được nhận cái nhiệm vụ này. Ông Xá Lợi Phất, tôi đệ tử ông Chánh à, mà tại sao ông nhờ tôi mà ông nhờ Long Nữ ở đâu á? Ông phải đi qua bên Phương Đông á. Cái ngày đi Phương Đông ông Xá Lợi Phất biết, ông nói, trời ơi, ông cũng hy vọng là ông Phật giao cho ông hay là giao cho bà Long Nữ. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, bao lâu nữa thì cô đắc vô thượng bồ đề? Thiên nữ trả lời, khi ông trở lại làm phàm phu thì tôi thành vô thượng bồ đề. Dạ thưa bác, tại sao thiên nữ lại nói ý nghĩa như vậy ạ? Nói câu này thì Long Nữ chửi ông là thầm phu quá, đắc chứng là tôi biết đấy, là tôi bảo chồng biết.
Có nghĩa là ông phàm phu mới hỏi cái này, chứ ông là người toàn giác, ông không hiểu này đâu. Lúc nữ giờ nó móc lò, ông thấy lợi phát, ông đừng có phàm phu như vậy, phải không? Cái chuyện thế chuyện thành Phật hay là cái chuyện lưu truyền cái thiền học này không có nói được đâu. Nó đi đâu thì tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ bây giờ từ điểm A qua điểm B, biểu đi trên con đường đó, nhưng mà tới con đường đó nó tắt làm sao? Thì con phải né con đường khác. Ông xá là phát tưởng đâu là từ điểm A qua điểm B là có một đường, không phải. Long nữ nó không phải đâu. Tùy theo hoàn cảnh. Tôi đến đâu mà bị thất bại, bị bắt tắc thì ông Phật sẽ giúp tôi. Tôi chỉ biết tôi là một chị, một là sứ giả, tôi có nhiệm vụ mang cái này đi thôi. Thấy không? Chứ ông đừng có hỏi về ông phàm phu. Ông hỏi này là ông phàm phu quá thì ông không hiểu gì trời. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp. Ngài Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng thiên nữ này đã đắc vô sanh pháp nhẫn. Dạ thưa bác, tại sao một vị thiên nữ lại có được khả năng này, và sự kiện này ngụ ý cho điều gì ạ? Bây giờ nói thiệt, còn cái thế giới này nam nữ thì là nói về phân định của thế giới vật lý thôi. Chứ người nữ, người nam thì cũng ai cũng Phật tánh nhau. Còn cái mang cái thân tứ đại nam nữ là đây là cái chuyện quy luật vật lý. Ai cũng với ai thôi. Vì thế mà người nữ cũng thành Phật, người nam thành Phật. Chứ có người nam thành Phật, người nữ cũng thành Phật đâu. Tại vô đây, con mà hiểu được cái quy luật khi đã vào vô đây, nó phân định nam nữ. Vì thế giới này là thế giới loài người gọi là nam nữ, còn súc vật gọi là đực cái thôi. Thì nó phân định vậy thôi. Chứ còn chuyện ông nam Phật tánh có lớn hơn tôi không? Tôi có nhỏ hơn không? Đúng có. Tại vì ông sẽ lợi phát, ông so sánh với này thì bị long nữ, tiên nữ nói hơi nặng lợi chút thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong phẩm 12 phẩm bất động Như Lai, con xin phép hỏi bác một số câu hỏi như sau. Câu A, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật rằng ông Duy Ma Cật từ đâu mà thọ sanh Ta Bà? Phật nói, cư sĩ Duy Ma Cật đến từ quốc độ Diệu Hỷ của Phật Vô Động Như Lai. Con xin bác giải thích rằng nước Diệu Hỷ là nước nào và Phật Vô Động là như thế nào ạ? Bây giờ Diệu Hỷ là cái chui kỳ diệu. Là cái nước Diệu Hỷ là cái nước nào? Là cái nước Phật, nước kiến tánh. Tất cả những người mà ngộ đạo đều là Diệu Hỷ hết. Ông nở được cái miệng mà ông cười, ông mới nói câu thơ. Nên nhớ là mở miệng cười đọc lên 44 câu kệ. Nước Diệu Hỷ là cái chỗ đó. Đâu gì nữa? Rồi. Phật Vô Động. Vô Động, Phật là Vô gì? Động Như Lai là cái nước. Vị Phật mà chủ trì của nước đó. Và Phật Vô Động là ai? Vô Động là cái nước thanh tịnh. Chỉ Vô Động là thanh tịnh thôi, cái nước thanh tịnh. Phật thì ở nước thanh tịnh chứ không nước ra động được. Nhớ nước Vô Động là đâu? Cái nước thanh tịnh. Bởi vì cái Phật giới có động không? Không, không động. Gọi là nước Vô Động, gọi là ở Phật giới. Vô đây là phân thân đó. Tất cả những người mà đi theo cái dòng thiền tông, rất nhiều người phân thân mà mình không hiểu đâu. Có nhiều phân thân rồi, có nhiều người mượn thân luôn, mình không hiểu. Mà nếu mình hiểu được thì không thể cái thiền tông này không thể tồn tại được. Đó, phải hiểu cho nên. Nước Vô Động là Phật giới. Giống như ở trong cái trái đất này, còn biết cái bình lưu không? Không khí tĩnh không? Ở nước không khí tĩnh là còn hỏi đâu? Thì con hiểu gì thức hút vật lý tôi, nó nằm ở trong cái không khí tĩnh á, cái dòng sức hút tĩnh của thế giới á. Thì chỉ người nào hiểu sức hút thì con trả lời người ta mới hiểu. Còn nếu mà con không hiểu cái này, con trả lời đó, ta trớt quớt, nó không biết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi tiếp ạ. Ngài Duy Ma Cật dùng tay phải để đem cõi Diệu Hỷ đến cho mọi người chiêm ngưỡng. Dạ, xin bác giải thích cái ngụ ý này ạ. Cái này dễ ợt thôi. Bây giờ khoa học văn minh rồi thì con mới hiểu được cái này. Chứ ngày xưa nói không ai hiểu cái này. Bây giờ con có thể đem nước Mỹ vô cho ở đây ta thấy không? Được không? Móc cái điện thoại ra, bấm vào nước Mỹ đi và đưa cho người ta coi. Có khác gì không? Thấy không? Thì ngày xưa người ta dùng cái sự thần thông người ta. Đây nè, ta đưa tới cái hình ảnh cho thấy là bên đó đó. Có khác gì đâu. Bây giờ mới giải mã được cái này. Cái ngày xưa nói này ta không hiểu. Rồi người ta tưởng nó có thần thông làm này làm kia. Chứ thật đây là những cái hình ảnh khám phá trong cái không gian này. Muốn ở đâu nó có hết.
đem về đây có hết. Một vị toàn năng toàn giác. Ông như một cái cũng thuộc về một toàn năng toàn giác, nhưng mà chưa được chứng thành Phật thôi. Ông hiểu hết chứ sao ông hiểu? Vì một phụ tá Đức Phật mà. Một phụ tá Đức Phật không tu, đây là một phụ tá siêu sức nhất. Mười đệ tử Đức Phật còn chưa qua nổi ông Di Ma Cật này. Nói thiệt, cỡ chừng 100 ông đệ tử Đức Phật cũng chưa qua nổi ông này. Nói thiệt còn. Nhưng mà nói mười đệ tử cho nó vui thôi. Mỗi ông chuyên môn một cái thôi. Chứ ông Di Ma Cật là cái ông Phật thứ hai đó. Phụ tá nhất của ông Thích Ca. Không, Thiền Tông mà không ông Thích, không có ông Di Ma Cật thì hoàn toàn không, Thiền Tông không phổ biến ra được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp à. Đức Phật Thích Ca dạy rằng, muốn đắc cõi Phật trong sạch, phải học theo đạo sở hành của vô động Như Lai. Dạ thưa bác, Đức Phật muốn nói ý gì vậy? Rồi phải tu thanh tịnh đó. Như Lai thanh tịnh thiền là cái gì? Thấy không? Đầu tiên ông dạy là gì? Như Lai thanh tịnh thiền. Cái pháp môn này là Như Lai thanh tịnh thiền, chứ không phải là Thiền Tông. Thiền Tông là cho hậu thế thôi. Chứ đầu tiên ông dạy là Như Lai thanh tịnh thiền. Cái thanh tịnh tự nhiên của một vị Phật ở trong nước đó đó, sau này mình gọi là Thiền Tông. Chứ sự thật là đầu tiên là Như Lai thanh tịnh thiền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp à. Đức Phật Thích Ca dạy, ai cúng dường Duy Ma Cật thì như cúng dường chư Phật. Dạ thưa bác, câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Ông Duy Ma Cật là cái gì? Bây giờ đó, nếu mà không có ông Duy Ma Cật, ai biết ông Thích Ca không? Nếu không có Duy Ma Cật chỉ biết Thích Ca qua sau năm pháp môn thu thôi. Ông Duy Ma Cật mới khai thác được cái pháp môn thứ sáu này. Chính ông Phật này đại diện Đức Phật để mà mở ra cái pháp môn Thiền Tông này, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh này. Cúng dường ông này giống như cúng ông Thích Ca, chứ không có khác đâu. Những cái gì ông Thích Ca nói ra ông này giữ lại, giống như cái ly này rót nước qua ly kia không mất một giọt nào. Đó, người ta khen chỗ này. Ông Phật nói cúng dường ông Duy Ma Cật giống như cúng dường Thích Ca. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp câu cuối của kinh Duy Ma Cật. Đức Phật dạy, ai tín giả thọ trì kinh Duy Ma Cật được thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xin bác dạy con câu này ạ. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật đó. Ai thọ kỳ kinh này là được thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật. Ai thọ kỳ kinh này là được thành Phật. Là nói cái gì? Chính ông, chính cái ngày mà ông Phật Thích Ca mà viết cái kinh vô tự, ai phụ tá ông viết cái này? Ông gì mà cặt chứ ai? Ông viết gì ông yêu cặt mới hết. Thấy không? Khi viết xong rồi thì ai làm cho cái chữ này biến mất? Ông gì mà cặt? Hồ biến mất luôn. Viết ra rồi hồ biến mất luôn. Ta dùng thần thông vậy đó. Rồi bên này muốn qua bên này đưa cho lông nữ hồ hiện ra. Gì giống thần thông không? Thì bây giờ trong cái vi tính con này, con viết chữ mạo gì con bôi cái màu trắng lên con thấy không? Hồ biến mất. Giờ cũng cái màu trắng đó, hồ hiện bôi đỏ lên nó lên chữ đỏ, thấy hết rồi đó. Bây giờ mình có thần thông, tôi nói thần thông còn giỏi hơn ông Duy Ma Cật, ông Thích Ca ngày xưa đó. Thần thông bây giờ còn mạnh hơn đó. Thấy không? Bao nhiêu trang không cần biết, con bôi một rét hết mất rồi. Rồi đưa cái gì, đưa cái file này đi rồi kìa, ô nó gài vô hồ cũng biết hồ hiện bôi trắng lên đỏ lên hết đủ hết. Có mạnh hơn ông không? Ổng viết có mấy trăm trang thôi chứ đây mà tôi viết mấy ngàn trang còn hơn ổng luôn. Giờ hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Dạ thưa bác, con chưa từng nghe một vị thầy nào mà giảng về kinh Đại Bác về kinh Đại Bác Niết Bàn hay là kinh Duy Ma Cật như bác hết. Nó đơn giản, nó con chỉ có thể nói là nó đơn giản một cách siêu xuất. Còn mấy thầy khác hồi xưa giờ con nghe mấy thầy giảng, thật sự là con chỉ ngưỡng mộ cái tài thao thao bất tuyệt của các ngài, nhưng mà không đem cho con một sự hiểu biết thật sự nào. Nên con thật sự chân thành cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi xem một số câu hỏi nữa liên quan về những vấn đề khác. Thưa bác, Đức Phật Nhiên Đăng dùng phương pháp kết tủa điện từ để tạo ra một hình ảnh tương tự như con người.
hay là Đức Phật ứng thân, hóa thân, phân thân thành một con người tứ đại để xuất hiện mà giáo hóa cho tiền thân của Đức Phật Thích Ca à, thưa bác? Bây giờ không có thể, nếu ông Phật mà phân thân mà giáo hóa trên trái đất này không được. Nhưng mà nên nhớ là có nhiều, ở đây có nhiều người họ hiểu cái này. Thí dụ con mà đại diện con Phật dạy cái gì thì nó có cái đặc biệt của cái đó, không thể nói, không hiểu được. Mà nói ra thì cái này không thể nói. Tất cả những cái chuyện gì mà do một vị Phật nói ra không ai biết được đâu. Mà con lô thố lộ ra thì không được. Vì sao? Thiên cơ bất khả lậu là cái câu này. Khóa họng là mấy ông lép xép. Chính mấy ông tổ đi theo thiền tông mà còn không dám nói thì con suy nghĩ. Thấy không? Thành ra bây giờ đời này câu này bà lông được. Tới bây giờ tại sao bữa nay mới nói tới cái chuyện này? Chứ nếu mà mấy tháng trước con hỏi bác con không nói. Là vì nó thể chưa đúng cái thời tiết nhân duyên mà nói được. Mà cái chuyện bữa nay nó thì con sắp đặt tự nhiên con hỏi coi. Nó cũng đâu là đâu được cái cơ duyên đúng thời tiết mới nói được. Chứ không phải muốn nói đâu. Thì bây giờ đó thì tất cả những cái gì mà bất cứ 12 bộ kinh Đại Thừa con có đem ra hỏi. Bác nói hết cho nghe. Hỏi ngắn gọn như con thôi, bác sẽ giải thích ngắn gọn. Chứ không có kéo lê thê chi trên mắt không. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Hình như câu vừa rồi con hỏi bác chưa trả lời. Hỏi câu gì nữa đi. Con hỏi là Đức Phật Nhiên đang dùng phương pháp kết tủa điện từ để tạo ra hình ảnh tương tự như một con người, hay là ứng thân, hóa thân, phân thân thành một con người tứ đại để mà xuất hiện giáo hóa trước mặt Đức Phật Thích Ca? Bây giờ á, nếu giữa chư Phật với cái mấy cái ông thánh á, em nói gì nói. Bây giờ con suy nghĩ nè. Ở trong này phân thân quá thân được không? Con người này mình làm được không? Con trả lời được không? Dạ được. Được là con chứng minh coi. Con chụp hình con gửi lên Zalo. Bảy. Vậy con không phải ông Phật nên con làm được. Con có hiểu điện từ không? Dạ. Con có thấy những cái hình ảnh laser mà người nói chuyện không? Dạ. Đó. À con hiểu rồi ạ. À. Hiểu không? Vâng. Nó là cái gì? Nó là điện từ thôi. Dạ. Hình ảnh laser nói chuyện luôn. Rồi bây giờ hình ảnh kêu bằng sắc á. Nó nói chuyện được luôn á. Thì người ta gọi là một vị toàn năng toàn giác thì đối diện nói chuyện. Bây giờ con để ý nè. Trong cái hình ảnh có nhiều khi á, cái người cõi hình hiện hình họ nói chuyện luôn được á. Nhưng mà bây giờ khoa học nó bắt kịp luôn á. Nắm được cái hình này. Chứ không phải đấy đâu. Còn đối với thế giới Phật là người ta chuyện hai người ta nói bằng cái gì? Ta nói bằng điện từ âm dương chứ đâu phải là tứ đại mình đâu. Mà nói bằng tứ đại này thì cái Phật đó phải mượn thân con người nói. Giống như cõi của hồn nó mượn thân người nó nói. Còn tánh Phật mượn con người mà hiểu về này ta nói khác. Mà nói, thí dụ bây giờ cái người ta nói mà nói con không hiểu cái người đó đâu. Ta nói cho con biết. Mà cái này thì cái thời gian sau nó sẽ hiển lộ ra chứ bây giờ không được. Chính ông Phật cũng đã từng mượn thân con người nói chuyện, chứ không phải không đâu, nhưng mà không ai biết. Yeah. Vì thế mà mấy ông thánh mượn thân con người nói, mà người ta biết. Ông thánh mượn thân nó là khác, ông Phật mượn thân người nó khác. Cái làn sóng điện từ quang á, nó khác hơn cái điện đợt âm dương nó mượn thân người khác. Mà điện từ quang mượn thân con người nó là khác. Yeah. Cái này nó rất đặc biệt, không ai hiểu đâu. Để chừng nào nó sẽ tới cái hưởng duyên, bác sẽ nói cho cái, bác đưa cụ thể ra cho coi. Yeah. Chứ bây giờ chưa đưa cụ thể được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Yeah. Con cảm ơn bác, con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, chư Phật đã dùng phương pháp gì để giúp cho những người có công đức rất lớn như là Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy được Phật giới trong vài giây rất ngắn? Thưa bác, điều này là liệu có làm ảnh hưởng gì đến trái đất và tam giới hay không ạ? Không. Bây giờ con hiểu thế này nè, trái đất nó đang quay cái gì? 1.800 cái số một giờ. Mà nếu như thí dụ bây giờ cái bóng đèn nó quay một nó đang quay vậy đi. Rồi con có cái đèn pin á, con rọi nó xuyên thẳng cái bóng đêm á để con nhìn thấy cái điểm nào của cái bóng đêm á. Nhưng mà nếu mà nó đang quay thì con không được, mà con ngồi đó con phải đi theo cái đường đó đó. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca đó mới dùng cái làn sóng điện mà của ở cái làn
cái làn sóng điện có điện từ quang á, ông mới chiếu đi về cái Phật giới, ông đi theo, ông phải theo quy luật vật lý, trái đất chuyển tới đâu thì ông phải theo tới đó, cho ông này trong vòng mấy giây ông mới nhìn thấy, rồi ông phân giảng được, rồi ông nói là thấy đủ rồi thì ông mới ra lệnh cho ông Thích Ca, ông mới dừng lại, có nghĩa là ông không quyền được dừng cái trái đất này, mà bị nương theo trái đất, đó để nó đi theo, bởi vì mình thấy trái đất nó quay 1800 chứ nó lớn quá mình thấy nó chậm lắm chứ không phải đâu, mà đứng ra ngoài không gian mới nhìn thấy. Ông Phật là toàn năng thần giác mới nhìn thấy này, mới giúp cái phương tiện này để cho ông Thế Lợi Phật thấy được bên kia. Duy nhất một vị Phật ra đời để chi? Để dạy cái pháp môn này nè, mới giải thích người ta cái Phật giới. Còn cái thiên nhãn thì dễ rồi, thiên tử mấy ông thánh gì cũng dẫn báo được. Chính là hồi đó ông chú Giê-xu á, ông mới cho thấy cái cõi trời Thượng Đế cho các thánh tông đồ của ông á, coi hết được, các thánh tông đồ thấy hết chứ phải không. Nhưng mà bây giờ chỉ nghe lại thôi, chứ ông thánh Chúa Giê-xu Thánh Chúa là gọi thánh Chúa thế giới, đâu phải nhỏ đâu, chỉ thua ông Phật có một phần thôi chứ phải nhỏ đâu. Vì thế mà cái đạo lập rất đúng chứ phải không, nhưng mà cái đạo là sinh tử rồi cái đạo giải thoát nó khác. Tất cả đạo trong thế gian này gọi là đạo sinh tử, còn cái đạo giải thoát duy nhất ông Thích Ca dạy thôi, mà phải thời nguyên tử mới dạy, chứ còn từ đó không có dạy được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác cho con hỏi câu này, tâm tư của con cũng như nhiều người thắc mắc, Long Nữ đã ở lại trái đất này để giúp cho nhiều đời Phật phổ biến thiền tông. Dạ thưa bác, là tại sao tánh Phật của Long Nữ lại can đảm đến như vậy? Vì đã dám lăn lộn trong sinh tử luân hồi ở đây, dù là bà đã biết rằng là có công thức để giải thoát à? Thế giới này thì con nên nhớ rằng là con ai mà có ví dụ mà con hiểu được rồi, cái vấn đề đối với cái bạn người ta không quan trọng đâu. Bây giờ tôi nói thiệt con á, nếu một người nào đóng vai trò của bác 60 năm về trước có làm việc này không? Mà trong khi chế độ cũ nó lùn bắt gì cộng khủng khiếp chứ không phải nhỏ đâu. Tại con chưa có biết. Ở đây mà ai ở Sài Gòn nè, phô tô ở Mỹ với Phở Bình ở đường Yên Rổ á, bây giờ Lý Chính Thắng nó bắt được rồi, đập hơn bao nhiêu, đập tàn phế luôn. Mà tại sao cái chùa nó dám chơi cái kiểu này? Mà giờ người còn sống đàng hoàng chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải nó mơ hồ. Là gì cái này nó được chỉ định rồi thì người ta mới làm, còn không chỉ định không dám. Cái thiền tông này nó đến nước rồng là 1150, là tính bao nhiêu, hồi đó bác mới có mười mấy tuổi thôi, 54 là bác 16 tuổi thì bác mới có 12 tuổi thôi mà bác đã biết cái này rồi đó, mới học lớp 6 thôi mà biết cái này. Mà dường như đọc rồi nó say mê rồi này, rồi bắt đầu đọc tới đâu hiểu tới đó, rồi cũng đi làm vậy thôi chứ biết vậy thôi, nhưng mà nó quấn quýt vào những cái quyển kinh này, quyển sách này thôi. Nhưng mà dường như là mình mê cái này cái mình quên cái chết đi. Mình mê cái này. giống như con mà con ở thế gian con thích cái gì đó, con thích cái này con quên những tất cả những cái xung quanh hết, thì cái thiền tông này vậy đó. Đã vào vô cái này là dường như là nó bị cuốn hút bởi cái thiền tông này. Những cái chuyện nguy hiểm bên ngoài nó không thành vấn đề. Nhưng mà nó cũng may thì chắc có lẽ là cũng có che chở, không có che chở cũng chết luôn. Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin hỏi tiếp à. Vị Phật dẫn nhiều tánh Phật vào tam giới này là theo chu kỳ hay là bất cứ lúc nào cũng xảy ra sự việc đó à? Và khi đó thì tam giới và trái đất có xảy ra hiện tượng gì không thưa bác? Trái đất này nó là theo cái chu kỳ của nó. Thấy không? Những cái hiện tượng gì nó thiệt mấy ông thánh thần biết hết. Tuy ông Phật đang giải cho sự thật dưới sự kiềm tỏa của ông thánh. Ông Phật dạy đạo dưới sự kiềm tỏa của ông thần, chứ không phải đơn giản đâu. Vì trái đất này là thần chủ thế giới, thánh chủ thế giới. Hai ông này làm chủ, một ông làm chủ một loại. Ông Phật vô đây chỉ là một ông thầy giảng đạo thôi. Giảng đạo này thôi. Nhưng mà cái ông thầy giảng đạo này nó có thế lực rất mạnh. Vô đây, sáu vị thánh thần tiên phải đón ông. Khi đã khai đạo cũng sáu ông này làm lễ cho khai đạo luôn.
mà Phật giáo hoàn toàn không biết cái này. Dạ, yeah. Mà Phật giáo dường nó hiểu được một hai cái đoạn, không phải điểm nhỏ nhỏ thôi, chứ nó giải mã bên trong hoàn toàn không giải được. Chính cái chuyện mà ông Trần Nhân Tông ở đây là kêu bằng người của Việt Nam dạy đạo mà còn không biết, thì hỏi vậy chứ ông Phật làm sao biết. Ông Phật Trần Nhân Tông cách đây 700 năm, còn ông Thích Ca là 2.700 năm, 1.900 năm trước trước ông Trần Nhân Tông, thì làm sao? Tất cả những cái chuyện gì gọi là tâm linh là đúng, ta sắp xếp theo cái hệ thống tâm linh. Nhưng mà cái tâm linh mình không hiểu rồi mình tưởng nó sai thôi, chứ sự thật cái tâm linh mà giải thích đàng hoàng thì nó có rành mạch, có thứ tự đàng hoàng, nó không mê tín được. Tâm linh, nếu mà tâm linh không mê tín là phải giải bằng khoa học thì mới không mê tín. Còn căn cứ vào cái này, con lấy câu ngũ thú tập cư con giải về tâm linh thì rất đúng. Còn nếu mà con không hiểu ngũ thú tập cư thì con giải tâm linh thì con tưởng tượng ra thì nó sai, nó có gì vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ bác, con xin nhắc lại câu hỏi này, có lẽ bác nghe chưa rõ con nói à, là một vị Phật dẫn nhiều tánh Phật vào tam giới này là theo một cái chu kỳ 10 năm, 100 năm, 200 năm, 1.000.000 năm gì đó mới đưa các tánh Phật vào một lần, hay là việc này xảy ra bất cứ lúc nào? Cái này xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi nói cho nghe, cái con nói cái này thì nó phải kể hơi dài dọc chút. Bây giờ nè, ở trong Phật, ở trong Phật, thánh Phật á, trong Phật giới á, thì nó giống như một nguyên tử đi cho nó dễ, thì nó sáng rực lên nè. Thì nó mới hỏi ông Kim Thượng Phật, Kim Thần, nó nói giờ muốn vô, ông kể rất nhiều nhưng mà phải nói tắt thôi, giờ muốn vô không? Vô thế giới này, thế giới con người gọi là thế giới vật lý âm dương. Trước khi vô đó, bây giờ làm sao đưa mấy ông, đưa mấy tánh Phật vô? Thì này là tay phải tay trái tôi nè, bao nhiêu tôi hốt nè, người đã lên tiếng đi, ai thích tôi đưa lại rồi trèo lên. Tay phải tay trái hai ông này nè, kìm lên, nếu đông quá thì phải bám theo dây, dây phải dây trái rồi thân của ông Phật, để chi khi tới trung tâm vận hành luân hồi á, mà cái trái đất nó che rồi đó, thì cái điện từ âm nó hút lên đó, thì cái tay trái tôi đó, tôi phải quăng vô và phủi tất cả những cái này, thì phải thả nha, đừng có bám, chui vô. Rồi xong rồi cái điện từ dương tới, thì bên tay phải vô đó đi, vô đó tới đó ở đây rồi tôi theo vô rồi, thì bởi lúc này là ông phân thân rồi đó, ông phân thân bằng tư hình tướng bằng một vị thần chủ thế giới thôi, rồi mới hộp lại. Rồi ông mới nói thần chủ thế giới là bây giờ tôi đem một số Phật nam nữ này hai bên bằng nhau đó, không biết bao nhiêu triệu người chứ không phải bao nhiêu triệu cái vậy đó. Vậy là mượn thánh Phật, mượn thần tới người, giờ ông thấy sao? Nói được. Giờ ông sẽ đọc những cái bài mà thường thường á, ở đây là cái quy định như thế nào, ông đọc 6 cái phần quy định. Rồi tánh Phật hứa hết rồi mới đưa vô. Đưa vô rồi nó phải chuyển qua họ tộc, dòng tộc đen vàng đỏ trắng. Họ tộc mới phân định đi coi mấy cái ông thần quản lý, thần lý đem vô rồi sinh hoạt, rồi nó dẫn đi coi này kia, coi kia, giải thích sinh hoạt đàng hoàng. Rồi sau đó thì mới một tánh Phật, một thần thừa hành chỉ nhận có một cái tánh Phật thôi, theo sát quản lý cái này mà lấy tánh Phật nhỏ. Bởi vì ông thần đó là 500 tuổi, còn cái tánh Phật vô đây có 100 năm thôi để chuyển kiếp rồi, thấy không? Thì cái phân định nam nữ là do cái điện từ âm dương, còn đi theo là phải do hai cái tay ổng hốt, bên tay phải là nam, bên tay trái là nữ á, để phân định đi vô đây. Vì mà vô đây là nói là bây giờ nếu mà muốn vô đây á, vô thế giới vật lý này là phải nam nữ sống nhau, phải có nam nữ sống mới được, còn không nam nữ sống được. Vì thế mà thí dụ là Phật A, Phật B này, nam nữ A, B này vô cái gia đình nào thì tôi sẽ lớn lên, tôi sẽ kéo lại làm vợ chồng nhau, phải sanh lộc, chỉ cách sinh hoạt luôn. Nhưng mà tại qua cái đời, hai ba đời, cái bắt đầu cái nhân quả đó, nó tạo, nó lệch đi, nhưng mà cái ông thần vẫn biết, thấy không? Có nghĩa là vô này là do nhờ một kim thân Phật hốt vào, hai tay phải trái, đại khái vậy đấy. Nếu nhiều quá thì ông cho bám, giống con di trùng nó bám mình vậy đó, có vậy thôi, đó cho dễ hiểu rồi đó.
Hiểu không? Đó, ý với con hỏi vậy phải không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, mỗi năm trái đất quay chậm lại với tốc độ rất nhỏ, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó sẽ để lại hậu quả rất lớn. Dạ thưa bác, tại sao lại có cái hiện tượng là trái đất lại quay chậm lại vài phần trăm hay vài phần ngàn như của giây, tại sao ạ? Bây giờ con suy nghĩ là con trên trái, bây giờ nói thiệt cho mình này, thí dụ con để trái đất này con quay một cái ào, cái lần đầu nó quay nhanh, từ từ nó cuối thì nó phải chậm lại. Thì ông ta từ tứ thí dụ bắt đầu phải quay tiếp cho mà chạy tiếp. Chứ nó phải quay, quay một cái là nó chạy bao nhiêu năm á thì nó phải dừng lại bớt, thì bắt đầu thấy bắt đầu ổng mới cho tăng lại. Đó, nó là cái chỗ này. Chứ đâu phải ngày nào ổng vẫn ngẩu quay. Nghe không? Vì thế mà cuối cái quay thì nó phải chậm lại rồi ổng mới tăng tốc lại. Là cái lý do đó. Rồi còn hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác. Trên trái đất á, có rất là nhiều vùng đất nguy hiểm, thường xảy ra hiện tượng mất tích tàu thuyền hoặc là con người, ví dụ như là vùng tam giác quỷ Bermuda. Nếu đó là do tự nhiên thì tại sao có vùng thì có vùng lại không xảy ra hiện tượng này? Mà nếu nó không phải là hiện tượng tự nhiên thì có người cho rằng là do thần thánh chi phối, vậy thì thưa bác là cái luận điểm như vậy là có đúng không ạ? Cái này nó có hai cái trường hợp. Thí dụ Sài Gòn Nha Trang này, nó đi tới cái thung lũng tử thần á, tất cả phi cơ đều phải né chỗ này, là vì nó có mấy cái ngọn đồi nó xoáy, không khí nó xoáy vô đó, mà nó xoáy mạnh một cái nó hút cái máy bay nó không bay được, nó rớt xuống núi liền. Còn có cái loại thứ hai nữa, nó trong không gian nó có, nhưng mà thường thường nó nằm ở trên cái tầng khí hút nhẹ đó, nó mới có cái trường hợp này. Còn khâm đặc nó không có. Là có ai mà đi máy bay mà đi trên 12 cây số á, đi có nhiều khi đưa đang vậy mà cái bài nó rớt xuống vậy. Ai đi cái này có hiểu đó, đã đi. Là cái khí đó nó gián đoạn có không khí. Đó là cái tự nhiên vậy thôi. Có sức hút mạnh thì nó không có, mà cái hút nhẹ nó bị có. Vì thế mà ai đi máy bay thường thường mà đi nước này nước kia ha, thì nó bay tới có gì lâu lâu nó bị sụp một cái. Nếu mà ở dưới cái tầng dưới này là máy bay bị lủi liền á, nhưng mà nằm nó nhờ ở trên kia nó lướt qua. Giống như con đi trên con cái con đường mà nó xấu quá nè, mà đang để tốc độ nhanh đó, con chỉ nghe nó dằn chứ thế thôi, chứ con chạy chậm một cái nó giật con chịu không nổi đó. Thấy không? Nó lướt nhanh qua đó. Đây là do cái sức hút của cái không, trái đất cũng có lớp xốp, lớp mờ, lớp cứng, lớp mềm, không khí nó cũng có khúc loãng, như ta nói là gọi là không khí loãng ruột, mất không khí luôn, chỗ nó mất không khí luôn. Cái đó là cái tự nhiên của vật lý. Thì các vị thành điều hành thì ta chỉ biết vậy thôi, rồi còn cái chuyện mà sơ hở sao ta biết, thì nó phải chịu thôi, cái quy luật nó vậy thôi. Được, cái đó thì mình không biết. Bởi vì thế giới vật lý này, ví dụ bây giờ con làm con đường từ điểm A điểm B, máy nó cũng làm y vậy, mà tại sao có đường nó lúng trước, có đường nó không lúng? Nó đâu phải là do cái thứ, cái đó là do cái sự làm việc thôi, thì cũng có chỗ này chỗ kia chứ làm sao hoàn hảo được. Ông Trần Thí Dương ổng đưa không khí vô thì ổng chỉ quay về, sợ cho nó quay về ổng biết vậy thôi, rồi an toàn thôi, ổng chỉ biết an toàn thôi. Nhưng mà những cái điểm đó thì làm sao ổng biết, cái đó phải chịu, cái đó không sao đâu. Mà cái đó nó không sở cố nha, không sự cố, mà sự hố kỹ thuật của con người thì mới có tai nạn thôi. Còn nếu mà sự cố về cái tự nhiên của mấy ông thần thì không sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, các thầy tu tại sao vẫn muốn có người cúng tiền cho mình? Nếu mà không có tiền thì họ có tu được hay không ạ? Đạo Phật á, thì là đạo giác ngộ và giải thoát, mà con thấy là đa số các thầy không có nói, mà mở miệng cứ là tiền, tiền, tiền. Dạ thưa bác thì con thấy nó hơi kỳ kỳ. Bác giải thích cho con đi ạ. Sao giác ngộ giải thoát không nói mà cứ mở miệng là chỉ có tiền thôi? Giác ngộ giải thoát là do ông Phật nói, mà ông Phật có dạy đâu. Mà mới đây nè, mới công bố ra đây thôi, mới mấy năm thôi. Còn tu trước kia là tu cái gì? Thấy người ta tu, ông đó tu giàu quá, các chùa đó tu thôi. Vì thế mới có cái trường hợp là ở ngoài Hà Nội đó, nó bỏ tiền ra nó kinh doanh chùa đó, thấy không? Đâu phải đâu. Bây giờ tại vì cái đạo Phật này nó không có giáo lý, thành ra bây giờ ai tưởng sao ta làm vậy?
Có nghĩa là ai mà muốn kinh, bây giờ nói thiệt con á, con làm cái mở khách sạn là chưa chắc an toàn bằng cái mở cái chùa. Thấy không? Chùa con xin lỗi, con hốt chừng năm là đủ rồi, khách sạn 10 năm chưa lấy vốn rồi. Mà còn ế còn đắt. Cái này càng linh thì tiền càng nhiều. Như thế mà có cái nơi mà kinh doanh chùa đó. Mà vừa rồi báo phát hiện kinh doanh chùa, con chỉ nghĩ sao? Thế giới vật lý này nó là vậy. Cái gì con người ta tham thì nó phải tham, không cách nào con thoát được. Vì sức hút nam nữ con ở làm, bởi vì hồi xưa mà cái tôi không nói rõ cái này, nhưng mà đều hồi xưa đã có hai, có mấy người đấu chất với nhau mà thua nổi sức hút vật lý cái này. Cái câu chuyện nó ghi rõ ràng mà không dám nói, ai nói ra thì không được. Thấy không? Bởi vì thế giới này gọi là thế giới âm dương. Vì thế tánh Phật vô đây, ông cũng phải phân định âm dương mới vô nha. Tôi nói thiệt là chứ ông ơi, vô mà nam không, nữ không là không được. Hoặc buộc phải đúng theo quy luật của nó. Đó, vậy đó, thành ra mới có cái chuyện mà ai là không tham. Tánh con người không tham. Kêu bằng con mở nhà hàng đắt quá, con phải mở cái thứ hai. Con mở cái chùa đắt quá, con mở cái chùa thứ hai. Mở công ty đắt quá, phải mở công ty thứ hai. Cái lòng tham nó vậy. Mà có nhiều người 80 tuổi rồi còn mở, con suy nghĩ sống mấy năm rồi còn mở. Tới khi mà tham mà còn quên cái ngày chết của mình đó, nó cho con biết, thế thấy nó nút mạnh vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con chỉ xin hỏi bác câu cuối ngày hôm nay là: thưa bác, việc gì thì cũng có hai mặt hết. Một khi mà giáo lý được công bố ra thì người dân sẽ đón nhận lời dạy chân thật của Đức Phật, không còn mê tín, không còn cúng tụng cầu xin lại lục nữa. Vậy điều này sẽ dẫn đến lợi ích gì và gây thiệt hại gì cho thế giới hữu hình và vô hình ạ? Cái này á, thiệt hữu có lợi thì quốc gia có lợi. Dẹp mê tín quốc gia không cần dẹp, chính quyền không cần dẹp. Có lợi thì nhà nhà không mê tín, nó nhiều lắm. Còn có hại đó, người cúng hại. Thì con suy nghĩ bao nhiêu? Giữa cái người cúng với nhà nhà cái nào lợi? Rồi giữa chính quyền dẹp mê tín cái nào lợi? Chính quyền không cần bỏ một đồng nào hết để dẹp mê tín. Bây giờ con cho nó thì con bỏ bao nhiêu cái ngân sách để mà con dẹp mê tín? Không dẹp được. Thấy không? Rồi bây giờ cái nhà đó, thí dụ trong cái nhà còn 5 người mà có người mê tín, con nói cách gì không nghe. Mà cái này ra tự nhiên con không nói, nó không về mê tín nữa. Nhưng mà có hại là hại mấy ông thì cúng thôi, chứ có lại. Còn đạo Phật lấy là cái vinh dự của đạo Phật. Đạo Phật có cái tinh hoa, thiền tông ra đời để lấy là cái vinh dự của đạo Phật. Không tôn giáo nào có cái này. Mà duy nhất có đạo Phật thì tại sao đạo Phật không tiếp nhận cái này để phổ biến ra? Mà cái này nó nói bằng thực tế khoa học và cho hỏi tự do, chứ không phải là giấu ai trò trơn. À, thì con suy nghĩ kìa, nhà nước không có tốn tiền dẹp mê tín, lợi nhà nước bao nhiêu tiền. Gia đình không, gia đình nào mê tín thì con thấy về cái gia đình ổn định bao nhiêu. Mà chỉ có hại, ví dụ bây giờ tôi nói thiệt con, mỗi cái chùa là chùa nào cũng cúng, mà trong toàn quốc mình bao nhiêu chùa, đâu phải ai cũng cúng hết đâu. Chỉ cái chùa cúng người ta thất bại thôi. Nhưng mà nên là nếu mà người ta chỉnh lại thì cái chùa đó vẫn tu tốt chứ đâu có sao. À, bây giờ tu tiểu thừa, tu niệm Phật, niệm chú gì thực chuyện đó bình thường đâu. Mà chỉ bỏ cái cúng thôi thì có hại gì đâu. Mà chỉ bỏ cái đó thì con thấy cái lợi rất lớn, còn cái hại rất nhỏ. Không sao. Thì cái giáo lý nó ra thì nó đúng ra cái đạo Phật Việt Nam nó sẽ là cái đạo duy nhất trên thế giới. Chưa có thế giới nào, chưa có nước nào hiểu có cái đạo khoa học. Mà bây giờ nếu mà kêu bằng giáo hội chấp nhận thì tốt, không chấp nhận thôi chứ. Bác có cái nhiệm vụ, bây giờ bác sống bao nhiêu năm nữa? Thấy không? Thì giờ còn sống thì hỏi, bác trả lời thôi chứ còn bác già quá, cái bộ nhớ bắt đầu rối loạn rồi sao được trả lời nữa. Thấy không? Thế giới vật lý này không ai chứ. Chính con người 80 tuổi bây giờ bác á,
sống nhờ trợ cấp nhà nước đó. Nhà nước cho tiền bác sống bác lãnh lương nhà nước đó. Thấy không, chứ đâu phải đơn giản đâu. Còn bây giờ bác sáng suốt ngày nào bác trả lời cho tụi con ngày nấy, mà ngày nào nó trục trặc thì thôi con đừng hỏi nữa, nó trục trặc là nó tầm bậy. Rồi thôi, cảm ơn con. Dạ con xin chân thành cảm ơn bác nhân, con kính chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ con xin chào bác ạ. Thôi cảm ơn con hỏi. Con mong rằng những câu hỏi con công mưa công đức sẽ rớt xuống. Rồi thôi. Dạ con cảm ơn bác ạ.